Quý vị thân mến, có rất nhiều câu chuyện được lưu truyền trong dân gian kể về sự xuất hiện của quỷ thần và nhân quả báo ứng hay luân hồi chuyển kiếp. Không những vậy, trong các bộ giả sử, bút ký, thậm chí là chính sử cũng có rất nhiều câu chuyện như vậy. Tuy nhiên, các nhà khoa học, tâm lý học, y học bằng cách này hay cách khác đều phủ nhận sự tồn tại của luật nhân quả, báo ứng luân hồi chỉ bởi họ chưa mắt thấy tai nghe. Thế nhưng gần đây, một tiến sĩ y khoa nổi tiếng của Mỹ đã đưa ra những lập luận giải mã bí ẩn về sinh tử luân hồi của con người. Ngay sau đây, xin mời quý thính giả cùng đến ngay với câu chuyện của Lắng Đọng Đêm Về ngày hôm nay. Giải mã bí ẩn sinh tử luân hồi của con người. Trong thế kỷ 20, những chuyện như luân hồi chuyển thế, mượn xác hoàn hồn vẫn thường xuyên diễn ra đến thập niên 80-90. Báo chí cũng thường thuật lại những tình huống này. Có người tự mình trải nghiệm, có người chính mắt nhìn thấy, có người chính tai nghe thấy, tất cả đều là những câu chuyện kỳ lạ, truyền từ người này sang người khác. Cũng chính bởi có những người đã đích thân trải nghiệm, chứng kiến được những điều dị thường nên khiến chúng ta không thể không tin. Tuy nhiên, các nhà khoa học, tâm lý học, y học đều phủ định điều này bởi họ không tận mắt chứng kiến. Ngay cả khi mắt thấy tai nghe, họ cũng sẽ một mực phủ định theo quan điểm của mình, nói rằng đó là một chứng rối loạn tâm thần hoặc một ảo tưởng tâm lý và gạt bỏ một cách triệt để. Vì vậy, người thì tin tưởng, kẻ thì coi đó là mê tín. Có người cố gắng thu thập thông tin, quan sát, phân tích, nghiên cứu. Có người không đi sâu tìm hiểu, dùng cách nói mê tín để bài xích sự thật về quỷ thần linh hồn. Có thể nói đây chính là sự mê tín vào khoa học. Ngay cả khi dưới áp lực mạnh mẽ của các nhà khoa học hiện đại, các nhà tâm lý học, y học lên án thuyết linh hồn là mê tín dị đoan, thì cũng có một số người giữ quan điểm ngược lại. Theo lời tựa của cuốn sách Sự Sống Sau Khi Chết nói rằng, ngay từ giữa thế kỷ 19, khi bị ảnh hưởng và kích thích bởi vô số những báo cáo được cho là có khả năng cảm nhận linh hồn người chết và liên lạc với thế giới tâm linh, người ta đã bắt đầu nghiên cứu hiện tượng này một cách nghiêm túc. Kể từ đó, để chứng minh rằng loại giao tiếp và cảm ứng này rốt cuộc có khả năng hay không, những người tiên phong này đã vượt qua mọi khó khăn, làm mọi thứ có thể để điều tra và khám phá hàng trăm những ví dụ thực tế khó giải thích. Và một lĩnh vực khác thu hút mọi người đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu đó là nghệ thuật cảm ứng tâm linh. Tác giả của các tác phẩm âm nhạc, hội họa, văn học đều là người bình thường, nhưng họ lại tuyên bố rằng những tác phẩm đó của mình được tạo ra dưới sự hướng dẫn của những bậc thầy đã tạ thế từ lâu. Kiếp sống có luân hồi, con người chính là dựa vào thiện ác của một kiếp để quyết định người đó lên thiên đàng hay xuống địa ngục sau khi chết. Người bình thường vẫn sẽ được đầu thai làm người, nhưng căn cứ vào phúc báo của họ mà phân thượng lưu hay hạ đẳng. Sử truyền và tiểu thuyết bút ký đều ghi chép lại, có người vẫn có hồi ức của kiếp trước, thậm chí nhớ được chuyện của ba kiếp. Cho đến tận thời hiện đại, vẫn luôn có những câu chuyện về chuyển thế mượn xác hoàn hồn được đăng trên các phương tiện truyền thông. Các nhà nghiên cứu siêu tâm lý học đã thu thập được rất nhiều ví dụ thực tế từ trong và ngoài nước. Ngoại trừ những người ở trong hoàn cảnh tự mình trải nghiệm nên tuyệt đối tin tưởng ra, người bình thường có thể không tin hoàn toàn, chỉ coi như chuyện lạ kể cho cháu nghe mà thôi. Theo ghi chép lịch sử, việc đề xuất quan niệm mới luôn gặp phải sự phản đối của giới khoa học trong và ngoài nước. Vậy nên thuyết luân hồi dù đã được lưu truyền rộng rãi nhưng vẫn chưa được công chúng chấp nhận. Gần đây, một tiến sĩ y khoa Mỹ đến từ Đại học Yale tên là Brian L. Weiss. Ông từng là bác sĩ điều trị ở khoa tâm thần Đại học Yale, giám đốc khoa nghiên cứu tâm thần tại Đại học Miami và từng giảng dạy tại Đại học Pittsburgh. Ông hiện là giám đốc khoa tâm thần tại Trung tâm Y tế Mount Sinai, từng phát biểu 37 bài luận văn và truyền văn khoa học. Điều đáng nói là vị bác sĩ được đào tạo khoa học một cách nghiêm ngặt này đã thực sự đề xuất cách nói con người có luân hồi. Năm 1980, một người phụ nữ 27 tuổi tên là Catherine đã tìm đến ông và xin ông điều trị vì chứng lo lắng, sợ hãi và đau đớn. Ông đã bỏ ra 18 tháng thực hiện liệu pháp tâm lý truyền thống mà không có kết quả. Cuối cùng, ông sử dụng thôi miên muốn lần theo những tổn thương của cô từ thời thơ ấu, nhưng lại nhận được kết quả là kiếp trước của cô. Trong khi thôi miên, Catherine nói ra không chút do dự về tên tuổi, thời gian, y phục, cây cối đều rất sinh động. Cô ấy không phải ảo tưởng hay bịa chuyện. Suy nghĩ, biểu cảm, sự chú ý đến những chi tiết nhỏ nhất của cô ấy hoàn toàn khác với con người khi cô tỉnh táo, khiến Brian không thể phủ nhận tính chân thực trong lời cô nói. Trong một loạt các liệu pháp thôi miên, Catherine nhớ lại những ký ức của kiếp trước đã gây ra các triệu chứng của cô, đồng thời truyền tải một số thông điệp về thực thể linh hồn đã biến hóa lên bậc cao. Vị tiền bối nói với cô rằng cô đã sống hơn 80 lần trên trái đất nhưng trong liệu pháp thôi miên chỉ xảy ra 12 lần, hơn nữa có vài lần lặp lại. Trong khi thôi miên, cô tự nói, mình từng là một nữ nô lệ thời Ai Cập cổ đại, cư dân một thuộc địa thực dân vào thế kỷ 18, một gái điếm dưới vương triều thực dân Tây Ban Nha, một phụ nữ sống trong hang động thời kỳ đồ đá, nô lệ ở Virginia vào thế kỷ 19,
một phi công trong Thế chiến thứ hai, một người đàn ông Hà Lan bị cắt cổ, một thủy thủ ở Wales bị thương khi làm việc trên tàu, một cô bé tham dự lễ cưới của chị gái, một cậu bé vào thế kỷ 18 chứng kiến cha mình bị hành quyết. Cô mô tả một cách sống động khung cảnh mà cô đang ở. Waze đã kiểm tra Catherine và xác định cô ấy không nói dối. Waze tự nhủ, tôi e rằng vấn đề không phải là tin hay không, mà là nó khiến tôi biết rằng luân hồi là một điều có thật. Vậy chết đi ở mỗi kiếp cũng tương tự như vậy. Sau khi chết, bản thân sẽ lơ lửng bên trên thân xác, có thể nhìn thấy toàn cảnh phía dưới. Thông thường sau khi chết đi sẽ cảm nhận được một vầng sáng rực rỡ. Cô ấy sẽ nhận được năng lượng từ vầng sáng đó và bị hút về phía nó. Vầng sáng sẽ ngày càng sáng hơn. Cô bay bổng trên mây, tiếp đó bản thân bị kéo đến một không gian nhỏ và hẹp nhưng ấm áp. Cô sắp được sinh ra và chuyển sang một kiếp sống khác. Trong kiếp trước của cô thường xuyên xuất hiện những người quan trọng có quan hệ với cô trong kiếp này. Theo vô số lần nghiên cứu, một nhóm linh hồn sẽ được giáng sinh cùng nhau hết lần này đến lần khác và mất rất nhiều thời gian để trả sạch nợ cho nhau. Bạo lực và công bằng, con người trong khi đối xử với nhau đều sẽ phải hoàn trả. Nếu hết một kiếp mà vẫn chưa trả hết nợ, thì sang đến kiếp sau sẽ càng khó khăn hơn. Những câu chuyện về luân hồi trả nợ này không khác gì cách nói về nghiệp chướng và nhân quả báo ứng trong tôn giáo truyền thống của Trung Quốc. Waze đã dành 4 năm để viết cuốn sách Many Lives, Many Masters. Phải mất 4 năm ông mới có đủ can đảm chấp nhận rủi ro nghề nghiệp và tiết lộ những thông tin không chính thống này để mọi người có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của sự bất tử và cuộc sống mà ông biết. Ngay sau khi cuốn sách này được xuất bản, nó đã nằm trong bảng xếp hạng ở Florida trong 2 năm liên tiếp. Bìa mềm đã được in 10 lần và được dịch ra 11 thứ tiếng, lưu hành rộng rãi, nhận được phản hồi tốt của nhiều bác sĩ và chuyên gia. Waze cho biết, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi tôi tiếp xúc với bệnh nhân này. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về. Hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng tôi. Đừng quên để lại chia sẻ cảm nhận của quý vị để chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.